Ý hồi nãy mới mới đo giùm em nhiêu vậy? 104. Dạ 104 nha cô Châu Lê ơi. 104 hả chị? 104 nha. Cô thì cô chốt giùm con. Dòng eo số 5 đó, còn dòng eo lửng số 6 là tới 116 lận. Chị bận thoải mái luôn. Chỉ có lửng là có dòng eo to thôi, còn dài là chỉ có dòng eo 104 thôi. Để bốn. Lại 4 thôi. Rồi mấy chị ưng cái gì mấy chị báo giùm em đi, mấy chị ơi muốn hơn sai bao nhiêu ký nữa nè. Nhiều mà. Mã 25. Đó, bộ lửng đó.
26, mã 27, mã 28, mã 29, 30. Rồi, đó chị nào sắm sắm tắm thì đổ về chốt thì em bộ lửng này cực kỳ đẹp luôn, 100.000 đồng một, cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Ừ, mã nào chốt mã đó liền giùm em. Đó, hấp mã nào thì chốt liền em mã đó mấy chị ơi. Mấy chị bấm vô nút theo dõi trang của em cho mấy chị. Áo kiểu tay tay lửng một áo như 160 nha cô ơi. 160 nha cô. Đây nè, con có hai kiểu. Một kiểu con có hai kiểu áo lẻ nè. Mấy cô phụ nó còn co giãn nữa, nếu mà cô mặc ôm là cô eo lượn á. Đây nè, con có một kiểu ren nè, ren đó, chứ lại là một kiểu không ren, cao 1m50 1m50 65kg, lấy cho cô xe 4 đây. Cho cô Châu Sơn nè, là màu gì? Xe 4 màu gì? Lấy màu ruốc, màu gì? Màu ruốc chứ là màu gì đó, màu ruốc chứ màu vàng. Vàng rồi, ok luôn, cho số điện thoại luôn cô ơi. Có số thoại chưa? Chưa. Cho số điện thoại luôn đi cho cô Châu Sơn đây. Cho số điện thoại nha. Bộ cách em mặc dài lửng nha. Bộ em mặc là bộ lửng nha. Rồi đây chú Châu Sơn chốt một con hồng rút chứ lại là màu màu vàng nè. Theo trước theo sau 210 một con. Rồi cô cho con số điện thoại để con chốt đơn cô nha cô ơi. Rồi đây bộ này xay mã 20. Rồi cô đã ơn mã nào? Ủa sao hỏi xong rồi không ai chốt luôn á. Vậy thôi em không lên mẫu này nữa nha, em lên mẫu khác nha mấy chị. Chị mã 20. Chị chọn thùng mã 20 nè, 65kg. Rồi chọn. Rồi ok thùng. Chị nè, cho em xem. Lưỡng lưỡng em 116 rồi, rồi ok nè. Lưỡng em 116 là còn ít lắm. Hình như còn 3 con hay gì vậy trời. Đây nè, đây nè, quên. Còn ít lắm. Còn để con hết trơn luôn rồi đó. Rồi mã 20. Đây nè cô ơi, em 116 nè cô. Nếu mà co giãn hay nữa là cô mặc vừa, cô 118 là mặc ok rồi. 110 thôi. Chất giải bao đẹp luôn nha. Không xù lông, không xuống màu luôn. Bên con là bán là cho kiểm hàng trước khi nhận. Mấy cô mua hàng của cô cứ xin kiểm hàng đi. Là shipper nó sẽ cho mấy cô kiểm hàng à. Tại vì con có ghi chú trong đó là cho khách kiểm hàng. Rồi đây lửng. Rồi cô đã ôm thằng chốt liền con cô ơi. Lửng 110 nè. Phơm này là phơm phục cho em 116 nè. Quá đẹp luôn. Rồi cô có ôm cái mã này thì cô ghi giùm con là mã 31. Mã 31 đó, bộ này mặc là mã 31 nè. Cực kỳ đẹp luôn. Mã 31 quá đẹp luôn nè. 31 nè. Mã này là mã 32 size của cô. Ủa size eo 116 nè. Con còn được cái máy bộ thôi, nãy giờ con bán hết rồi. Đây, mã 10. Ủa vậy? Mã 32. Mã 32. Còn mã này mặc là mã 31 nha. Mã 33. Mã 34. Mã 34. Và cuối cùng là mã 35. Đó, cô ưng mã nào cũng chốt con mã đó nha cô ơi. Ưng mã nào thì chốt cho con mã đó. Ê, mà lấy được đi. Cuối cùng ở YouTube đó là 32. Nó không phải là mẫu nào cô? Là mẫu nào vậy cô ơi? Cô nói mẫu nào con không biết luôn á. Ai cô nào? Lấy chị bộ đó. Bộ lỡ tay ngắn cổ tiên hoa hồng trên cổ giờ không biết luôn á chị. Lê Chi là khách quen đúng không chị? Chị Lê Chi khách quen nè, còn lấy cho chị hai bộ đi mà ship đồng giá 30 nha chị ơi. Chị Lê Chi ơi, chị lấy mã nào thì chốt mã giùm em ơi. Chị ơi, em chốt theo mã nha. Chị nào gặp mã thì em chốt theo mã với mấy chị ơi. Chị mua 5 bộ 10 bộ 20 bộ gì cũng là ship 30k mấy chị. Đây nè, đọc lại mã nè, mã đang mặc là mã 30. Ủa lộn, 31 32 32 33 34. Đó, chị Lê Chi ưng mã nào chốt giùm em nha. Cuối cùng là 35. Đó, em có còn em
thôi, thì phiêu chút siêu sao thôi. Màu vàng đang mặc phải chú ký không? Màu vàng không, còn có con nữa hả? Dạ không. Ủa, ủa con này đúng không? Đó rồi nhớ. Không, con có con một mà. Hết rồi. Ủa, con một duy nhất hả? Đỏ sao luôn nào đầm nha mấy chị ơi. Là đầm dài dạ hội nha mấy chị. Là đầm dài dạ hội 220 một con. Đẹp lắm, có đủ màu luôn. Xay 67 cái độ về nha. 67 cái độ về cực kỳ đẹp luôn. Vậy, nếu mà chị bạn số 3 vừa thì em giống chị số 3. Tại em thấy chị hơi thấp á, em sợ chị chật chật á. Nhưng mà bây giờ cái mẫu chị nói em không biết rồi. À chị lên chị 85kg là mặt vừa đó chị. Mặt vừa xếp bao lưu cho chị ơi, để em ghi ghim bàn lên cái. Đồ lửng đó em 116 luôn á chị. Rồi lấy má ba cho chị Lê Chi nè. Rồi ok. Chị đang chốt được quần lửng không ôm nha chị ơi. Chọn tới 85 kg hay vậy?
là chị bao nhiêu ký, chị lên số ký cho em đi. Hôm nay like chắc mấy chị buồn ngủ lắm đúng không? Thì cứ ở hoài luôn á, tại vì mẹ em không thấy. Phong bự phải không? Phong bự của chị làm chỉ còn được cái một bộ này thôi, một bộ duy nhất thôi. Ơn thầy chốt giùm em nè. Mã 32, rồi chị nào lấy mã này cô chút mã 32. Form này là form E 116 nè. Cái đó quần lửng quần dài chị. Quần lửng nha, quần lửng. Chị kêu quần dài. Quần dài không có form của cô. Ai? Mà nó không đẩy một từ giác rồi, nãy giờ đọc một từ giác rồi đó. Trời ơi, toàn người đông tên. Có chị lên nó không ra. Rồi đây, đây là cô ơi, cô Phương Phan ơi. Đây nè, nếu mà con có con bự thì con còn được cái này thôi. Đó, cô ơn thì cô chốt giùm con. Đó, con còn này là mã 32 nha cô ơi. Cô ơn cái mã 32 này thì chốt mã 32 giùm con. Size của cô con còn được 2. Size E 116 là con còn được có đúng 2 con thôi. Cô ơn thì cô chốt lại giùm con nha cô ơi. Con còn đúng 2 con. Đó, mã 31 như là mã 32. 331 nè. Mã 31 nè. Đẹp lắm luôn. Như là mã 32. Con phải làm chút vào đó. Còn có 2 con rồi đó chị. Lê Chi cửa hỏng rồi, nhưng chút đơn khó rồi, chị có mua rồi. Chị chọn khu ơi, chị nói. Đó, mã 32 nha. Chị nào ưng mã 32 này thì chốt cho em nè. Size lớn nè, size số 6 luôn á. E116 đó. Chị Lê Chi cửa hỏng thì chốt liền em luôn. Một dài bóng tưởng thôi. Đây, người này là mã 31 nè. Rồi mã 31, còn mấy chị muốn lên cái gì nữa mấy chị cứ báo liền giùm em. Em đọc xong rồi mấy chị không chốt lên, em phải dẹp vô mấy chị. Em đưa ra, đưa vô từ luôn vậy nè. Mới vừa dẹp vô luôn á. Số 5 đó. Chị phải lên số ký cho em đi. Rồi đây, mã 31. Rồi chị nào hít mã 31 thì chốt mã 31. Chị nào hít mã 32 thì chốt mã 32 giùm em. Đó, mã này mặc là mã 31. Còn cái mã này là mã 32 đó. Chị nào hít thì chốt liền giùm em đi. Hít thì chốt liền giùm em nha mấy chị. Số 5 dòng ai 100 giờ lấy 6 nha mấy chị. Đó, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Cổ tim. Mã 32 nè, còn mã này mặc là 31. Đó, mã nào thì chốt liền giùm em đi. Em còn đúng có 2 con size 116, E 116 thôi. Mã 34 em không có nha mấy chị ơi. 34 hết rồi. 34 hết rồi, size lớn còn chỉ còn gì đó thôi. Xe lớn em còn có 2 con đó, chị ủng hộ cho em 2 con đó nó đi cho em hết xe số 6 luôn. Vậy chốt mã 32 rồi, ok, chốt mã 32 cho cô nè, cô có không, có đơn chưa mà. Cô nào? Cô Phương, Phương. Vậy là cô Phương khoan cho con xin lại số điện thoại, cho con lại số điện thoại nha cô ơi. Có số điện thoại mới là lên nè. Xe nhiêu mà? Ok, kia số 5. Một đang lên số 6 là 110 nha mấy chị ơi, còn số 2, 3, 4, 5 thì 100 ngàn. Cô Tư Giác ơi, cô bao nhiêu ký? Cô mới vào đúng không? Cô cho tôi lại số ký đi, cô đừng có chốt số giùm con nha. Rồi mất công một vòng con lên nguyên một dẹt luôn ấy. Cô nói là không phải số của cô là thôi là con mệt lắm luôn á. Cô nói 50 ký thì con xỉu luôn á. Cô phải cho con số ký đi, con mới chốt nè, giờ lên size 65. Đó cô Bi. Đó. Ấn thằng mẹ là gì vậy? Giờ này mới lên luôn hả? 65 ký nè. Đây 65 ký đồ bi nè. 65 ký đồ bi nè. Đúng không? Hình như là chị Bi Nguyên là chị có thấy mình rồi. Nè 65 ký em có bi đỏ nè. Bi đỏ nè, chị có thì chốt cho em. Bộ này là bộ 155.000 nha. Bộ này là bộ đen thiêu. 155.000. Bộ này là không còn size lớn. Chỉ còn size 65 ký độ về thôi. Mẫu này là chỉ có còn size là 65 ký độ về thôi nha. Mấy chị đừng có hỏi size lớn hơn là không có nha. Mã 32 mã nào vậy Thư? Hả? 32. Mã này nè. Rồi đây chị nào ưng thì chốt liền nha. Rồi em thấy số điện thoại của chị Phương Phan rồi nè. Rồi đó, bộ này là 65 ký nè. 65 ký nè, 155.000. Cực kỳ đẹp luôn, hàng thiêu trực tiếp nha. Mày lấy cái bọc khác mà để vô mày nói gì bị gì cái bỏ vô cái gì cũng nói. Rồi đây xay ba 85 kg độ về là em còn nè. Con này là có 45 kg độ lên luôn nha mấy chị ơi. 45 đến 65 kg. Đây là 65 kg là em còn bi đỏ nè. Bi đỏ
đó chị ơi, cho em hết cái con số 6 này luôn coi. Còn một con thôi. Có bán áo em mặc không? Dạ có cô ơi. Dạ có nha cô, áo con đang mặc là không không hết cái mẫu này rồi. Cái mẫu này con mặc cả năm trời rồi. Đó, chị nào lấy mi thì chú quay cho em mẫu con đang mặc là cả năm trời rồi. Con chỉ còn cái áo duy nhất thôi. Con bán cả trăm cái áo, bây giờ chỉ cần được một cái áo duy nhất mà em con cứ khoe hoài, con cứ quảng cáo hoài mà cũng không có đi hàng nè. Đó, hôm nay có cô nào lấy thì lấy giùm con đi, còn một đúng một con áo thôi mà không bán được. Đó, 240 một con nha, hàng Quảng Châu, bán 100 mấy cái mà hết trơn. Giờ còn có mấy cái bán không được, ngộ ghê đời luôn á. Không ai muốn quen bận tiếp luôn. Chứ muốn lấy mặt luôn, khỏi khỏi còn phe luôn á. Muốn ai mà hỏi là nó không có luôn á. Đó, hàng Quảng Châu nha chị ơi, hàng Quảng Châu luôn, cực kỳ đẹp đá nè, đá cao cấp nha. Co diễn rất là thoải mái luôn. Kéo nè hả chị, rất là co diễn luôn, em kéo nè, rất là diễn luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn, đá cao cấp nha, hàng cao cấp giùm em. Rất là sáng luôn nha. Ưng thì chốt cho em 240 một con áo. Hoặc là cái áo sát nách nè, sát nách 240 luôn, cực kỳ đẹp luôn nha. Áo sát nách 240. Đó chị Vi ơi, chị có Ưng thì chốt cho em nha chị ơi. Dài nha chị ơi, dài. Chị Vi Nguyên có lấy không chị ơi, lấy thì cho số điện thoại lại nha chị ơi. Rồi rồi, để em lên xay 5 nè. Xay 5, em lên lần nữa nha. Để lên mà quê ghê luôn á. Để lên không ai lấy một bộ luôn. Em đọc những xay khác á, thì người xay khác thì lấy. Còn bây giờ đọc em không thấy luôn. Không thấy chị nào lấy luôn. Đồ bi là quần dài nha chị ơi. Có gì quần dài nha. Giờ đang lên là quần dài luôn nè, 75kg đổ về. Đây, phân này 75kg đổ về nè chị nào ơi, thì chốt cho em 100.000 bộ nha. Xay 5 100.000. Lên quá trời luôn á. Em lại nhiêu đo luôn mà đăng báo luôn. Em 106 đó. Em 104. Ngồi lên. Em 104. Em 104. Rồi đây em 104 luôn đó chị ơi. Đó. Rồi đây, mã 1. Ghi giùm em nha, size này là size 70-75kg đổ về nè, mã 1 giùm em. Ghi lại giùm em là mã 1. Mã 1 em đang mặc nè mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn. 75kg đổ về. Đó, mã 1 giùm em nè, mã 1 75-76-78kg tùy theo chiều cao với chị nha. Đó. Rồi, nếu mà chị không nói thì em cứ giữ trừ hao với chị là 75kg đổ về. Rồi, ưng thì chốt giùm em. Mã 1. Chị Úc Nguyễn ơi, chờ đầu hàng Quảng Châu đó chị bao nhiêu ký mới được nè. Cái gì bông xanh? Bông xanh cái con nãy nè. À quên nữa. Chị Úc Nguyễn nào. Nè chị Úc Nguyễn chỉ chốt mà chị không giao số ký. Bây giờ áo của em á là cái áo hàng của Quảng Châu. Nhiều khi khách em có lợi mua nữa. Đó, nhưng mà nếu mà chị lấy áo ngày mai mới chị cọc tiền giùm em. Em mới đi đơn nha. Cái áo này nó bị phong lọc. đi cái bao bảo cọc là cái không cọc. Đó, bây giờ ai cọc thì lấy, còn không cọc thì em để em bán shop. Nha mấy chị ơi, em còn được có cái áo Quảng Châu thôi. Bây giờ em nhập hàng về mà khó nhập luôn mấy chị. Hàng này là hàng Quảng Châu, hàng đẹp. Rất là khó nhập luôn. Bây giờ chị nào lấy á, thì cầm tiền em thì em đi. Còn không thì thôi, em để lại em mặc cũng được. Không là em bán shop. Đó, bán shop. Đó, chị lấy thì chị chịu cọc thì chị cho em xin số điện thoại nha. Chị nói gì mà rồi giờ đọc mã hay mấy chị ơi, ưng mã nào chốt mã đó nè. Rồi mã em đang mặc là mã 1 mấy chị ơi, mã của em đang mặc là mã 1 nè, mã 1. Mã 2, ưng mã nào chốt mã đó, 75kg độ về, mã 2. Mã 3. Mã 3 bi nè. Mã 4. Đó, trắng đen. Rồi mã 5. Nền đen cực kỳ đẹp luôn nha. Mã 5. Mã 6.
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Và cuối cùng là mã 18. Rồi cô nào ưng mã nào thì chốt mã đó giùm con. Ưng mã nào thì chốt mã đó. Thích nào lên bao nhiêu ký cứ báo xuống, xuống ký lên nha. Quần dài 94 đó chị. Dạ, nhắm cái chân
Con có lấy mã 2, mã 1. Không có lấy mã 2, lấy mã 1 thôi. Rồi ok, xả mã 2 cho chị ra đi. Chị em phải không? Rồi lấy mã 13. 15, vùng dài 82. Rồi ok, chị lại nè. Chị lại cho xin số điện thoại với chị ơi. Ờ, chị lại chỉ 85kg hơn đó. Dài 85. Ủa? Hả? Vùng dài 85kg hả? Không vừa, 85kg là không vừa. Chị cho vòng eo đi, em dám chốt. Cho chị xin áo lẻ 55kg. Rồi lên đồ màu ok. Ok, áo lẻ 55kg hả? Ủa này, bà này có lấy của ai hả? Hả? Bà chính hả của ai? Không, con mặc mà của ai? Bà chính là bao nhiêu tiền vậy kìa? Bà chính 100.000 chị ơi. 100.000, 75kg đổ về. 75. 68kg lên 70kg, 75kg luôn á. 85kg chị cho em vòng eo đi. Rồi áo em chốt của chị đúng không? Rồi đúng rồi, mới dám chốt. Đây nè, áo em chốt của chị đúng không? Chốt của chị mai chị cọc tiền, cọc thẻ cào giùm em nha chị ơi. Rồi đây, trả con bọc mà. Em đi lê là chị trả màu gì vậy? 662 đúng rồi. Rồi lấy chị màu tím mà mã 1. Mày đúng 1 mà. Hãy luôn con đi. Này. Nhưng mà em có số 5 thôi. Số 6 là chỉ còn có một lửng thôi, một lửng.
87 kg đổ về thì em còn nè. Em còn màu hồng, màu hồng, màu đỏ, màu đen, màu xanh của anh. Đó, em còn được 4 màu chứ. Màu nào chốt lại giùm em màu đó đi chị ơi. Ưng màu nào thì chốt lại giùm em màu đó nha chị ơi. Đó, cực kỳ đẹp luôn, 87 kg đó. Form 87 kg em còn được 5 màu, 4 màu, màu đen, màu xanh của anh, màu đỏ, màu hồng. Ưng màu nào thì chốt giùm em màu đó nè chị ơi. Ưng màu nào thì chốt liền em với chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Quá trời đẹp với chị ơi. Muốn em mặc cho mấy chị xem màu nào chị cứ báo liền em đi. Hôm nay bị ẩm thực men em cứ chút qua chút lại mất tập trung chưa mấy chị ơi. Có gì mấy chị bấm vô lúc theo dõi đi. Chứ là em có ghi cái số điện thoại ở dưới đó. Mấy chị muốn lên mẫu, mấy chị muốn thích cái mẫu nào, ngày mai mấy chị điện trực tiếp qua bên em nha. Điện trực tiếp của bên em tư vấn mẫu cho mấy chị lựa nha. Thích mẫu nào mấy chị cứ nhớ mã đi. Rồi ngày mai mấy chị điện em, mấy chị báo em là em sẽ nhớ rồi em sẽ lấy mấy chị. Ơn màu nào chốt cho xin màu đó. Đủ màu luôn, ơn màu nào cứ kêu mặc cho mấy chị xem nha. Đồ gì chơi, đồ màu hay đồ bông? Rồi ưng thì chốt cho em tay mã 2. Đó.
hai con. Xe 6 này là chỉ còn được có hai con thôi, 100 nghìn. Không, xe 6 là 110. Đó, từ số 1 đến số 5 là mà. Từ số 1 đến số 5 là 100 nghìn, còn xe 6 là 110. Đó, mã 1 cửa này là mã 2. Có mã nào chốt qua đó. Bữa nay mẹ nó biết nó bị gì chứ. Đây mã 2. Rồi cô Hương, cô chốt giùm con nha. Đó, xe này là xe 6 này, con còn được có hai con thôi. Cô Hương thì cô chốt giùm con, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm luôn, mà cái nhà rất là mát luôn, rồi cô được bận đẹp lắm luôn nha. Chứ không phải phơm nhỏ rồi, phơm này phơm nhỏ rồi, phải lấy hơn một số nữa nha chị ơi, phải lấy hơn một số mới được. 67 kg mà 65 kg mặt vừa với 67 kg mặt trật, để lấy số 5 đây chị. Số 4 mặt trật rồi, em lấy sao lấy sao lớn mới được, tại vì phơm này phơm nhỏ lắm, nó tới số 6 rồi, nó tới số 6 rồi, có chị em phơm nó nhỏ lắm. Đây nè, xe 67 kg đặt lại nha, 67 kg có màu hồng nè, để màu hồng hợp cho chị xem. Màu vàng nè, màu vàng, màu tím nho, với là màu da là xe 67 kg nha. Em mới mặc vô nhìn nó hơi chật nên em không dám chốt đâu. Đó, sợ mặt chật, sợ mặt chật. Cho cô xem phía sau lưng màu tím mà. Phía sau lưng màu tím đỏ lẻ hả chị? Màu tím này áo lẻ 160 một con nha mấy chị ơi. 160 dòng em 100 đổ về. Dòng em 100 đổ về nha. Đó, 160 chất giải bao giặt máy giặt luôn. Chất giải đẹp mới là bao giặt máy giặt. Nó đây màu hồng nè chị yêu ơi. Đó, mẫu này 67 kg nè chị ơi. 67 kg mặc mẫu này đi. Chứ mẫu kia 67 kg mặc ôm lắm. Rồi 67 kg, màu hồng, màu tím nho, màu da chứ màu vàng. Tím nho đẹp đó mấy chị. Rồi đó, màu hồng đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi chị đã ưng thì chốt cho em màu hồng. Màu hồng cho em nha, hồng. Màu hồng cho em mấy chị ơi. Đúng rồi. Đang mặc là sao? Cái này đâu có heo sau lưng đâu. Mẫu này đâu có heo sau lưng đâu. Mẫu này là không có heo sau lưng nha chị ơi. Chị Châu Sơn. Chị chốt cái đèn có số ký lại giùm em một cái nghe, em biết em chốt không, bây giờ tại vì nó nhiều đơn quá không biết luôn. Kèm số ký nha, không biết số ký nào của chị nào luôn. Rồi đây, đó, size 67 kg là em có nè. Màu hồng, màu hồng, màu da, màu tím ngô với màu vàng. Đó, màu da nữa. Ơ, màu hồng, chốt màu hồng giùm em nha chị ơi. Theo là đúng rồi của chị, đúng rồi. Chị nói cái mẫu này không theo. Vậy mà cô báo là theo chứ sao em biết. Là cô lấy thêm chu ký nè, bữa hổm cô lấy size bao nhiêu? Bữa hổm cô lấy size bao nhiêu để con lấy cho cô chính xác cái size bữa hổm cô lấy luôn. Số mấy á? Bữa hổm cô lấy size số mấy? Con kiếm cho cô, con đọc màu cho. Màu tím nho nè, 67 kg có màu tím nho nữa nè. Cái này là gen 3D đó nha mấy chị ơi. Gen 3D cao cấp cực kỳ đẹp luôn, hàng thiết kế luôn nha. Mẫu này là hàng mẫu thiết kế của shop nè mấy chị. Rồi ơn mình chốt liền em. Tím nho, tím nho 67 kg lộ về nè, đẹp quá trời luôn. Ơn chốt liền giùm em đây mấy chị. Đó, cô Châu Sơn, cô cho em xin lại số ký nha. Không theo, số 3 hôm trước. Số 3 hả? Số 3 là con chỉ còn được một màu đen thôi. Cô lấy giúp thêm một số được không? Cô nhiêu ký mà cô lấy số 3 ra?
nhiêu ký mà sao cô lấy số 3 ta? Lấy có nói bao nhiêu mà cô lấy số 4 đó. Đây em tím nha, 6-7 ký. Cô lấy nhích thêm một số được không? Tại vì cái form này nó nhích chút xíu à. Nó không có ấy đâu, nó nhích chút xíu xíu à. Số 3 con thì con còn được cái một đen xanh thôi. Con còn đúng một con màu này thôi. Cô bạn đẹp, cô qua cô muốn kiếm nữa hả? Rồi đây, đen xanh là cô hổng cô lấy xe máy. Cô lộn bữa hổng cô lấy màu gì rồi. Bây giờ số 3 con còn màu này thôi. Còn xe 4 đi, cô lấy bằng xe 4 đi, xe 4 nó cũng không có bự nhiều. Xe 4 nó cũng không bự nhiều, tại vì cái phone này nó tính 6 số lận. 65kg mà số 3, 65kg số 3 là chị lấy mẫu khác rồi đó. Còn mẫu này chị có lấy chưa? Mẫu này là phone nhỏ. Phone là phone nhỏ đó, phải cô? Cô phải lấy mẫu này không? Chính xác mẫu này không cô ơi? Chứ hay là cô lấy mẫu nào vậy? Cái mẫu thiêu kia là số 3, còn mẫu này là phải qua số 4. Mẫu này phải qua 65kg, phải qua số 4 á. Rồi chị nào lấy phone nào, lấy màu nào tốt thì em đi. Cái mẫu này số 3 không vừa đâu, 65kg không vừa đâu, chị cao có 1.5 thôi. Cao 1.5 mà số này là cô dịch lộ mẫu rồi đó. Mẫu này là cái phone nó ôm. Màu hồng 67kg, 1.55. Tím nho. Tím nho với màu hồng cho cô kìa. Số 4 có hơn. Có. Nó phải đây cạnh luôn. Ai? Số 7 là số 5. Sao mà cao mấy 55 lận? 55. Cô ok cô Chí Phạm nè, ok cô nè. Có 95kg không? Con có 95kg. Không có 95kg rồi, nó 95 rồi. Rồi chốt cho cô Chí Phạm nè coi. Mấy cô ơn màu nào nữa, cô báo cho liền đi. Đây có màu vàng nè, 85 có màu vàng nè. Đứa mặc màu vàng nha. Đẹp lắm. Xe 3 còn đen nó được không cô Châu Sơn ơi? Hay là 65kg cho cô học cô nói một khác á. Mẫu này 65kg sao mặc vừa không? Có mấy 50 à. Nhiêu ký? Nãy cô mặc 4 cái không? Chú yếu cái này nè. Rồi đây, quá đẹp luôn. Đó cái này nè, em mang cho mấy chị á. Mấy chị nào mà hít á, hít dài thì để dài. Còn chị nào hít này, hít ngắn thì mấy chị cắt lên được. Chứ mà em mà gắn ở dưới đây nè, thêu dưới đây là mấy chị cắt lên không được. Nên em phải lên theo yêu cầu của mấy chị á. Là sợ mấy chị nào lùng lùng mới cắt lên được nha. Cắt lên được. Đó, nó có dài mấy chị về, mấy chị cắt lên giùm em. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt giùm em màu vàng. Có 7kg. Đúng rồi chị, tại vì á, mang cho 10 người 16 lận. Mình lùng mình cắt lên được, còn ví dụ mai bằng chiều cao của mình mà mấy người mới 6 mà giải đâu nói đó chị. Hả? Thà là cắt chứ mà nói đâu có giải đâu nói. Đó nên mấy chị nào mà bận mà có dài thì mấy chị cũng phải cắt giùm em tí xíu nha. Quần đùi hả? Áo này bao nhiêu tiền? Chị ai đó? Chị Úc Nguyễn mày chị chốt quá. Quần đùi 100, quần đùi là 130. Áo là 240. Đây nè, em còn được một cái này nữa thôi. Đó, cái thì nãy với lượt một cái này thôi. Đó, sáng nắp này là ổ sáng nắp nha. Đó, còn quần lâu. Rồi đây, quần thì em còn ổ này. Mẫu em đang mặc nè, cực kỳ đẹp luôn. Hàng cao cấp nha, cái hàng này là hàng thiêu trực tiếp luôn nha. Hàng thiêu trực tiếp cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Đó, 130 cái quần. Nó ơn mẫu nào thì chốt mẫu đó liền em, cực kỳ đẹp luôn nha. Hàng Quảng Châu luôn nha. Hàng Quảng Châu rất là xịn sò luôn. Ơn người chốt liền em. Mặt xanh coban. Mặt xanh coban. Xanh coban không khô hỏi đợi một xíu nha. Xây muốn mà Ngọc Phạm, Ngọc Phạm nhiêu ký mà
chị lấy bao nhiêu ký, chị lấy size bao nhiêu ký, chị báo cho chị số ký đi chị ơi. Ờ, size số 4 mà, size 4 thì sợ chưa, 65 ký mà. 65 ký số 4. Đây nè chị ơi. Nhưng mà bây giờ nếu mà chị mặc size 3 được á, chắc chị thôi chị lấy size 4 đi, size 4 nó đâu có bự hơn đâu. Để em đo cái eo size 4 cho chị. Mà đo này size 3 size 4 coi nó nhích là bao nhiêu. Đo size 3 size 4 coi nó có nhích bao nhiêu. Quần nó cao lắm. Và
Rồi chị nào ơn cái mẫu này ghi mã 190 kèm màu giùm em nha. Mã 190 kèm màu giùm em. Nè rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn. Rồi 190 hồng đen luôn nè, hồng đen cho cô luôn. 190 màu hồng màu đen cho cô luôn. Đây là cô 65 kg, cô lấy con này nè, con còn được một con xay của cô nè. Con còn được một con xay của cô, xả 200 luôn. Luôn đi. Rồi đây, còn một con xanh rêu. Còn một con xanh rêu xay của cô luôn. Ơn thì chốt một con luôn 65 kg nè. Cực kỳ đẹp nha cô ơi. Cực kỳ đẹp luôn, đẹp. Màu xanh rêu. Màu xanh này xanh rêu đi. Xanh rêu còn đúng một con một, đó xả 200. Hàng ngang rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. Cái mẫu ren cô diễn rất là đẹp luôn. Đó, ơn thì chốt liền em mấy. Tóm lại là lấy 3 bộ. Cái gì? Lấy 3 bộ. Mình nào con đâu mà. Tóm lại là lấy 3 bộ số 4. Đúng rồi cô ơi. Vâng, xanh da. Dạ đúng rồi. Có màu da nữa không? 2 hồng. Một màu da. Đâu có gơm cổ đâu. Chứ màu đen cô đâu có màu da đâu, màu đen á đúng không cô ơi? Hồi nãy cô nói nè, bây giờ con tóm lại cho cô nè. Là bộ 200 là màu xanh coban với màu hồng. Còn cái bộ 190 là màu hồng với màu đen. Đó, chứ nãy giờ cô đâu có lấy màu da đâu. Rồi đây, 65 kg em còn con này. Xanh rêu cực kỳ đẹp luôn. Còn 60 kg thì em còn màu xanh coban. Còn đúng hai con xả 200 luôn. Xanh coban 200. Xanh rêu 65 kg. Màu hồng 75 kg thì chị Ngân Nguyễn. Màu hồng 75 kg hả? 75 kg. Hết rồi chị ơi, em hết rồi chị ơi. 75 kg hả? 75 kg còn nha. Rồi ok cô Ngân Nguyễn nè. Còn như cô ơi, 75 kg thì còn. Còn đây ưng màu nào thì chút màu nói là gì em với chị ơi. Cô có chịu loại mẫu này không? Mẫu này màu da của cô nè.
đơn thì chốt cho em nè. Rất là đẹp luôn, màu da, mẫu này màu da nè. Màu da này là 200 luôn. Chị nào ơi, cái mẫu này thì ghi giùm em là da 200. Quá đẹp luôn. Hiêu trên thông luôn nè, cực kỳ đẹp luôn, hàng hiêu trực tiếp luôn. 200 ngàn nha mấy chị ơi, 200 ngàn. Còn chị nào ơi thì chốt cho em màu da. Màu da 200 ngàn em có màu. Size 65kg nè, 65kg là em có đủ màu luôn á. Rồi đây, chị nào ơi, cái mạng này thì ghi em là 85kg. Không, cái mẫu này em có size từ 85kg đổ về luôn. Mấy chị bao nhiêu ký, mấy chị cứ báo số ký em. Rồi ưng màu nào chốt một đó giùm em nha. 5 bộ, 10 bộ gì cũng là 30k hết trơn nha mấy chị ơi. Ship toàn quốc là 30k nha mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em này là 65kg. Con đọc cho cô nè. Con có màu da nè cô ơi, màu da, màu đỏ, màu tím nho, màu đen cam, màu cam, và cuối cùng màu đen đỏ đó. Con nào ưng màu nào thì chốt màu đó thì giùm con. Ưng màu nào thì chốt màu đó thì giùm con nha. Quá đẹp luôn. Cho cô xem màu đồ màu có số lớn không em hả? Đồ màu là đồ gì? Đồ màu là có số lớn mà chị. Em có tới 80kg đâu về luôn mà. Xe 4 hả? Không, của Châu Sơn là xe 5, của thích vận động, của thích xe 5. Là ra xe 6 rồi. Châu Sơn hay là cô Hải? Không, của Châu Sơn. Giờ lấy giờ xem đó. Màu 4 để chọn. Bộ tim cổ 75kg mà. 75kg là số lớn cho cổ đi. Size của cô thì giờ con chỉ còn được có hai màu thôi. Màu vàng này của ai mà? Vàng. Màu vàng lấy chị kia hỏi. Xe máy. Không có cho số điện thoại. Xe máy. Rồi đây, size số 4 của cô này là con còn được có hai màu thôi. Ủa lộn, vậy một màu thôi. Một màu. Hai màu chứ, hai màu. Màu đen xanh với là màu đỏ. Còn hai màu duy nhất size của cô, size số 4. Đó, cô ơi thì cô chốt lại giùm con nha. Màu đỏ với màu đen. Cổ tim á, còn lại cũng cổ tim nha cô. Không phải cổ hơi tròn tròn. Rồi lên mẫu 85kg cho chị xem nè. Chị Châu Lê 85kg dòng eo 104 nha chị ơi. Rồi ưng thì chốt giùm em mấy chị ơi. Ưng thì chốt giùm em. Quá đẹp luôn. Màu da 65kg. Còn 85kg là dòng eo số dòng eo 104 nha chị. Cô chốt con nè.
Còn một con một à. Quá đẹp luôn. Rồi cô lấy thoải mái, lấy cho cô số 6 đi, cái này số 6 là
Có một con màu xanh ngọc size 6 210. Quá đẹp luôn. Cái này bơm nhỏ này em lấy cho chị size 6 này, tại chị thích rộng. Chị thích bằng thoải mái nè. Cái phơm phơm rộng thì em lấy cho chị. Rồi em qua mẫu nha mấy chị ơi, em qua mẫu này, chị nào muốn lên mẫu nào nữa thì chốt cho em nè. Màu đen đỏ, màu xanh cuban.
trứng nho, màu đỏ, màu cam, màu đen xanh, ủa lộn, đen đen cam hay là đen vàng đó, khuôn màu nào cũng tốt một con đi, khuôn màu nào tốt một con đi. Bữa nay mình ổng comment không có sức để like luôn, ổng comment vú hôi vú quại mất công muốn chết luôn. Rồi lấy cho cô màu đỏ size số 4 nè cô ơi. Rồi cô lấy cho cô thêm một màu đỏ size số 4 nè nha cô. Màu đỏ size số 4 nè. Sao sao. Chị Hồng Thanh Lê ơi, chị báo em là 70kg, cao 1m58. Số điện thoại thì chị ghi số điện thoại thôi chứ chị đâu có nói là mẫu nào đâu, mà em mặc cho chị xem mẫu nào. Em không biết cái mẫu nào luôn á. Chị không nói em là mặc mẫu nào, chị em lên 3-4 mẫu một lần luôn, mà chị không nói mẫu nào em không biết được đâu luôn. Chị cho xin cái mẫu với lại cái mã nha. Rồi đây, chị nào ưng đen đỏ thì chốt đen đỏ giùm em. Ok. Cho cô một cam số 6. Dạ ok cô nha. Số của cô một cam số 6 nha, một cam số 6 luôn nè. Rồi cô nào ưng thì chốt thì nhìn coi mấy cô ơi, ưng màu nào chốt màu đó, đẹp quá trời luôn. Cô chi phạm cô Châu Sơn phải không? Cũng Châu Sơn mà 75kg đúng không? Châu Sơn mà 75kg. Cô Châu Sơn Sơn nữa luôn á. Da số 3 hả? Rồi màu hồng màu da như hết đúng không ạ? Số 3. Rồi cái cô chiên phạm là bao nhiêu ký? Chiên phạm chỉ có 7 ký là bằng xe. Cái này mẫu này phải qua xe 5 chứ. Giờ mấy cô không báo mã con không biết người ta đang nói. Cái màu cổ tim đó là màu size số 3 là con hết rồi. Số 3 là con chỉ còn là màu đen đen thôi. Màu cổ tim á. Số 3 là còn là nó gì ạ? Chiên ký. Con trong sao thì con chiên gì đó. Con chiên nằm rồi. Con chiên nằm rồi. Số 3 nằm rồi con cố thở con còn đó. Số 3 không? Màu cam 75kg nha, nha em. Dạ ok. Lấy rồi nha cô ơi.
xem luôn đi nào. Rồi đây, con chó rồi cô nè, một màu da nè, một màu nho nè, chứ là màu hồng. Đó, chó cô 3 bộ nha, màu hồng với màu nho là 200 một bộ. Ủa, bộ nào cũng 200 chứ. Thay của cô nhỏ lên bộ nào cũng 200 hết. Rồi đây, con lên tiếp nha. Đúng rồi, cô nói là đúng rồi. Rồi đây, con có màu đen, đen vàng thôi, không có đen tím rồi. Không có đen tím. Đen tím còn size lớn như là size nhỏ nhất không ạ. Còn cái size dính giữa là hết. Size 2 là cũng còn, size 2 là còn một bộ, hai bộ luôn á. Size 2 là hiếm nhất luôn. Còn có size 3. Còn size số 1, size số 4 là còn bao la. Còn đen vàng thôi. Màu đen vàng được không cô ơi? Đây đen vàng. Rồi, chị nó ưng đen vàng, chốt đen vàng 200 ngàn luôn. Đó, hàng heo trực tiếp nha. Hàng heo trực tiếp 200 ngàn. 200 ngàn nha mấy chị ơi, 200 ngàn. Quá đẹp luôn. Bữa nay nó làm không kịp mà chưa gửi cho chị nữa chơi. Ngày mai em gửi cho chị nha. Con gửi, con xua hả? Dạ chưa cô ơi. Ngày mai để con chia ra thành 2 lên. Thành 2 bao, ủa là 2 bịch. Con gửi lại cho cô nha. Con chia ra 2 bao. Chứ gửi một đống vô là nặng lắm. Rồi đây mẫu này 200 nha, chị là bao nhiêu ký cứ báo số ký giùm em. Đây là 67 ký nha, 67 ký có đen đen vàng, đen vàng nè. 67 ký có đen vàng. Rồi mẫu này là cái gì em, là mẫu heo trực tiếp nha, mẫu heo đen vàng. Đen màu vàng cam. Mới đây giá 190 rồi. 190 thì đâu phải chị. 190 là đen cam. Đen cam nhưng mà cái đó là gen 3D, còn này là heo trực tiếp. Thì heo trực tiếp luôn. Đấy là đen cam, còn này đen vàng. Màu đỏ. Màu vàng. Chứ là màu tím nha. Rồi cô nào ưng màu nào thì chốt màu đó. Đó có size lớn luôn nha, có size 75kg độ về. 75-85kg luôn, có một con nào 85kg luôn. Một con có 85kg đó bán rồi. Vậy là còn 75kg độ về. Đó cô nào ưng thì chốt liền. Quá đẹp luôn, còn nhiều màu lắm. Có size 75kg thì có size đen mịt tím. Còn size 65kg là không có đen mịt tím rồi. 65kg là không có đen mịt tím rồi. Hôm nay sao mạng nó bị gì luôn á cô Subo. Con phải kéo tới kéo luôn nó mới thấy comment, mới không là bị ổng comment toàn bộ hết. Không có đổi lên bộ nào hết. Kéo mà trả lời nói chuyện hồi đau hỏng quá trời luôn rồi đó. Hồi kéo cái xong cái kéo xong cái nó luôn vô quá. Nhiều comment quá cái luôn vô cái hồi. Cái hồi con quên cái số ký của mấy cô luôn. Hỏi hoài luôn á. Hỏi hoài sợ muốn chết. Dạ ok cô. Đen vàng. Bây giờ lấy đen nữa hả, đen 65kg cô lấy đen xanh đi. Cô lấy đen xanh rồi đi. Ừ cái mẫu này đẹp lắm nè. Cái mẫu này đẹp nè, cô lấy thử nãy giờ cô. Cô lấy heo trên mà bây giờ cô lấy cái heo trên heo dưới đi. Đen xanh là đẹp nè cô. Đen xanh là đẹp nè. Đó, cô lấy cái màu này đi cô. Đẹp lắm luôn. Đen xanh. Rồi, đó, đen xanh. Cô lấy đen xanh này thì cô chốt đen xanh giùm con. Cực kỳ đẹp luôn nha cô ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Hồng thanh lê, một đen vàng. Đen vàng nhiêu ký vậy? Nãy cô cho nhiêu ký quên rồi. 85 gì đó. Số với điện thoại đó. Bây giờ 70kg. 70kg đen vàng. Đen vàng. Rồi ok, 70kg đen vàng cho chị Hồng Thanh nè, Hồng Thanh Lê nè. Còn đây chị nào ưng màu nào thì chốt nữa nó cho em nha. Đây mẫu này, quá đẹp luôn, 67kg. Em còn một xanh đen với lại là màu đen xanh. Đó, chị nào ưng màu nào chốt màu đó thì em. Cực kỳ đẹp luôn nha, hàng heo trực tiếp nè, quá đẹp luôn. Em mặc màu vàng 75kg, chị coi rồi ok. Màu vàng 75kg. Con mặc heo xay của con nha. Con mặc heo xay của con. Còn mấy cô bao nhiêu ký thì con mặc ha. Con lấy cho mấy cô đúng size của mấy cô. Đây vàng 75. Bữa hổm hình như con nhớ là cô đặt mấy bộ này nè. Mình xả ra size lớn đặt mà bữa cô rồi lấy size 5 á. Ừ. Bữa
Bữa nay là con bán hết rồi, con xả ra. Cô đây nè, lấy thêm chút rồi sao? Cô Hạnh, cô lấy thêm chút rồi sao? Cô đây màu vàng, rồi chị đã ưng vàng chốt vàng giùm em. Ưng vàng chốt vàng, vàng có 85kg luôn nha. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em mấy chị ơi. Ưng thì chốt cho em. Size của cô là size 70-75. Cô lấy thoải mái, cô kêu lấy size 5 cho cổ. Size 5 là không có cô ơi. Size 5 là em lấy theo trước theo sau cho chị nha. Size 5 là cô chỉ còn cái bộ theo trước theo sau thôi. Chứ bộ này là cô bán sạch hết rồi. Cô hỏi cô xả ra, cô bán sạch hết rồi. Ưng mẫu nào chốt mẫu đó liền con nè. Rồi đây màu vàng cực kỳ đẹp luôn. Có số 3 nha.
chị nào ưng thì chốt cho em. Xanh lá nha, xanh lá. Xanh lá giùm em cực kỳ đẹp luôn đó chị ơi. Tay nè, rất là đẹp luôn nha. Rồi chị nào ưng xanh lá thì chốt xanh lá giùm em. Xanh lá, xanh lá. Màu vàng 87kg 200.000 cho chị Bích Ngọc nè, ok chị yêu nè. Màu vàng thêm chút hiệu sao bao nhiêu ký? Có quần lẻ, ống rộng không? Chị Chiên Phạm lấy nó nhiêu ký mà? 67. Mặc lại màu xanh ngọc. Ủa màu xanh ngọc nào? Mấy cô ơi, con qua mẫu khác luôn rồi. Mấy cô báo lại giùm con đi mấy cô ơi, xanh ngọc là xanh nào? Rồi đây, size số 3 là có nè, màu tím nho, màu đen đen vàng, màu xanh lá. Cái đó số mấy mà? Nãy con mới vừa mặc cái size nào nè? Số đen vàng, còn đen hồng nữa. Mới là màu đen hồng. Rồi đó chị nào ưng xe số 3 này 65kg độ về thì chốt liền em 65-67kg độ về nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó, ưng bộ nào thì chốt bộ đó liền nha mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Ưng màu nào chốt màu đó. Chị Hương Nguyễn ơi, 210 bộ hay chú hay sao ơi chị ơi. Em chào chị thật thúi lắm nè. Xây 2 em còn 1 cam nữa nha chị ơi. 1 cam đâu ta mẹ? 1 cam nha chị ơi. Xây 2 em chỉ còn được 1 bộ 1 cam thôi. Chị có ưng thì chốt thì em nha chị ơi. Xây 2 của chị là mặt xây 2 đó. Chị ưng thì chị chốt thì em nha chị Lan ơi. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Mặc lại màu xanh ngọc. Mặc lại màu xanh ngọc. Nãy giờ chị cứ chốt màu xanh ngọc nào không ạ? Xanh ngọc để xem thôi. Rồi ok, chốt chị Liễu màu đen hồng nè. Chị thả mà không có xanh ngọc. Vậy là chị kêu mặc màu xanh ngọc lại là màu xanh ngọc nào giờ. Rồi chốt cho chị màu đen hồng nè chị Liễu Nguyễn mà mẹ ơi, ghi đi mẹ ơi. Xanh ngọc phơm của chị là đâu có đâu. Xanh 7kg hả? Xanh ngọc em còn cái gì ống rộng thôi. Xanh ngọc thì còn ống rộng thôi nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Còn tím nho chị nào ưng tím nho chốt tím nho. Bao nhiêu ký cứ chốt liền em nha, em có
có 285 kg lột về, mấy chị bao nhiêu ký cứ báo cho em đi, là báo nào cái gì. Xanh hồng em còn kiểu này ngon nha. Xanh hồng cứ hôm tay của chị thì em còn được cái kiểu này thôi, chị ưng thì chị chốt cho em. Này cho đây em thôi. Xanh ngọc 50 kg còn nha.
xanh ngọc 50 kg là còn nha chị ơi. Đó, cô Hồng Thanh, cô ưng cái nào nào thì cô chốt lại giùm con nha. Nè, xanh ngọc 50 kg đẹp lắm nè. 50 kg là còn. 50 kg là còn, nhưng mà 67 kg, 65 kg là hết. Đó, chị là ưng xanh ngọc và chốt xanh ngọc 200 ngàn. Xanh ngọc là 200 ngàn, bán rẻ luôn á chị ơi. Ưng này cho em xin số điện thoại luôn nha chị ơi. Quá đẹp luôn. Xanh ngọc, xanh ngọc giùm em nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, xanh ngọc đẹp lắm mấy chị ơi, có 200 ngàn một con, mặt bao bao đẹp luôn, 50 kg, đẹp lắm luôn nha chị yêu ơi. Ơ mày chốt giùm em đi, xanh ngọc, xanh xanh ngọc. Có 200 ngàn một con thôi, bao đẹp luôn. Xài đó, như là một liệu trình của nó là như đây nè, của Spa
xì ba hả? Nó là hai cái hũ vậy nè, là mấy chị xúc lên á, nó không có bị gứt nha. Giống như nè, tắm tại mấy chị hai gì nè, là một hồi mấy chị đi ra nắng rồi nó bật tông cho mấy chị luôn nha, bật tông sáng mấy chị luôn đó. Rồi là vậy là nó khô đó, rồi là 10 phút sau mấy chị đi tắm lại nước sạch, chứ nó không phải là nó gứt rồi cho mấy chị ngồi trong nhà tắm, mấy chị ngồi hoài đợi cho khi nào nó hấm rồi mấy chị mới tắm. Còn cái này nó rất là nhanh luôn đó, mấy chị hao hoài nó vậy đó. Mấy chị để còn tầm 10 phút 20 phút gì đó, rồi mấy chị tắm nước lại, tắm nước sạch lại. Xong khi mà tắm nước sạch lại thì mấy chị xước giùm em kem này, kem dưỡng. Em xước là một hồi em bận đồ bình thường chứ em không có sợ dính vô đồ đâu. Cái hàng này là cái hàng xì ba của bên chuyên bên xì ba á mấy chị nè. Cái này là của hàng Thái, nó đang gửi cho em một cái lô hàng về em bán live đây nè. Nó rất là mau khô luôn. Đây nè mấy chị thấy không, bật tông luôn, nó không dính đồ luôn nha. Nè em chay vô đồ nó còn không dính luôn á đó. Đó thấy không, mấy chị nhìn trong live mấy chị đã thấy rồi đó, rất là sáng luôn. Để mốt em đăng lên đi, em hỏi giá công ty đi, rồi em đăng lên rồi mấy chị sẽ biết như giá nha mấy chị. Em nói thiệt chứ mấy chị, bạn xuất đây nè, bữa hổm mẹ em đi đám mấy chị, em xuất cho mẹ quảng cáo là làm dữ vậy. Xuất cho mẹ đi đám, như mẹ bằng sách nách á, cái bằng đi đám á, mặc vô là không dính đồ luôn. Giống như xuất trước khi mà đi đám á, là tại vì nó dính vô da rồi, nó không bao giờ dính vô áo luôn, không bao giờ dính vô áo luôn đó. Nhưng mà nhìn nó trắng cực kỳ, không nổi dân kem luôn á mấy chị đó. Khi nào mấy chị có mua thì mấy chị để khi nào mà hàng em về rồi em đăng lên là mấy chị ấy nha. Chắc tầm ngày mai á, ngày mai hàng kem sẽ về, công ty nó đã gửi cho em rồi, tầm ngày mai sẽ về rồi em báo giá trên Facebook với chị luôn nha. Ủa tới đâu rồi mà cô Châu Lê nè, cô Châu Lê cô có không cô ơi? Ok vàng nè, coi bộ đen ở sau lưng, bộ đen ở sau lưng, bộ đen ở sau lưng là ống suông nha chị. Bộ đen ở sau lưng là ống suông nha. Ủa hồi nãy mày đọc ở đâu vậy? Mày đọc ở đâu mà bao nhiêu vậy? Đồ hay là kem? Kem, chị nói là một nè, thấy không? Khô queo luôn mấy chị, khô queo luôn á, cực kỳ trắng luôn á. Xem bộ tím, chị Văn Chương ơi, chị bao nhiêu ký vậy chị ơi? Chị bao nhiêu ký vậy chị? Cho em xin cái số ký của chị nha. Nha chị Văn Chương ơi, kem này mấy chị nghe nha, mấy chị mà bận mà dính đồ mấy chị trả lại em nha mấy chị, tại vì hàng này là hàng công ty ở spa luôn đó. Chị nào mà về mà mặc vô, xuất vô mà ngủ hay dính gói dính đồ mấy chị cứ trả lại em nha, hàng này em bao cho mấy chị luôn, tại vì hàng này là hàng công ty của spa đó. Để ngày mai em báo giá. Bây giờ em chưa biết giá nữa, nó chỉ gửi cho em hai cái này để em test thử, ok em mới lấy về em bán. Rồi mấy chị muốn lên mẫu gì, cái này đem màu tím, bộ tím nho hả chị? Nè, để con nhắn nó đi. Con giới thiệu xong cái con quên chân rồi. Đó chị Hồng Thanh ơi, để ngày mai em báo giá chị nha chị yêu ơi. Mấy chị mà đi chơi gấp quá mà chưa kịp xức kem, mấy chị cứ xức rất là dễ luôn, cứ hai nè, cứ hai vậy là nó không có bị bệt luôn, không bao giờ bị bệt. Có gì ngày mai em báo giá hả chị? Tại hôm nay em chưa, nó mới gửi hôm cho kem cho em mới có từ trước và em xuất phẩm gà trắng ghê luôn á. Bộ tím nào vậy chị ơi? Thôi mấy chị có muốn sơn mẫu nào không, không thì em xuống nha mấy chị. Mấy chị có muốn lên mẫu gì nữa không, không thì em xuống nha. Kem này mấy chị xài đi, đã lắm mấy chị ơi, rất là mịn luôn á, trắng cực kỳ, không trắng ảo nha. Màu tím nho là đúng không? Đúng màu tím nho này không? Như trước như sau nè. Màu tím nho phải không chị yêu ơi? Size 4 thì có màu tím rồi mấy chị. Ở size 4 là có màu tím luôn nè. Có chị nào có màu tím không? Tím nang, size 70-75kg nè. Size 70-75kg em có màu tím luôn nè mấy chị. Đẹp quá trời luôn, không biết có chị nào mà 70-75kg không nữa. Mấy chị mà xuất kem là mấy chị sợ nhất là cầm đồ. Bên em là kem của em là không sợ nha. Mấy chị cứ mua thử đi.
cái mẫu spa này nữa. Thì mẫu spa này là chuyên bên spa đó, nhưng mà tại vì em ký hợp đồng với nó là bán giùm nó để ăn phần trăm đó, nên nó cũng mới có giá rẻ. Rồi đây chị nào ưng thì chốt liền em, quá đẹp luôn. Tím này là size 70-75kg nha, 70-75kg cực kỳ đẹp luôn, ưng thì chốt liền em đó, đẹp quá trời luôn. Mấy chị muốn lên mẫu gì mấy chị báo em nha, cơ sở em nói chuyện hồi cái em quên thì mấy chị nhớ nhắc em nha, mấy chị nhớ nhắc giùm em nha mấy chị ơi. Nếu mà em sợ em đó, nếu mà dính là em không có dám cặp đồ của mấy chị đâu. Màu đen này hả? Màu đen, đen cam. Nãy chị nào kêu lên đen cam thôi. Màu đen cam hết luôn á, có đen vàng được không mấy chị? Em có xanh ngọc luôn, nhiều màu lắm. Để mặc mấy chị xem mẫu này. Ống suông nha, ống suông cực kỳ đẹp luôn. Quần ống suông nè, bộ ống suông cho em. Sức vô mát, rất là đã luôn, không có sợ bị dâm kem nữa. Rồi đây, chị là ưng thì chốt cho em. Đó, ống xuông này là 230, cực kỳ đẹp luôn. 230 một con, phiên trước hay sao, cực kỳ đẹp luôn. Đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đó, em có màu luôn nha, em có đến 10 màu luôn đó chị Bông. Trả lời chị Phương Quỳnh chưa? Chưa, cái gì? Chị hỏi là bộ em mặc bao nhiêu ký vừa? Bộ nào vậy? Không biết, nhưng giờ chị lên số ký đi rồi em lên cho chị xem đi chị ơi. Màu tím mà cô không chịu size số 4 mà. Cô chịu size số 4 không? Số 4 đó, cái đó là size số 4 nha. Màu tím đó là size số 4 đó cô. Còn màu nào em mặc? Dạ ok cô. Cho hai bộ màu xanh lá, màu tím 70. Cô Hà Lê có này, còn chốt với cô Hà Lê. Cô Hà Lê chốt một cổ màu xanh lá với lại là màu tím. Ok cô, chốt với cô màu xanh lá nè, với lại màu tím cô mới vừa mặc đúng không? Có số điện thoại luôn rồi nè. Thank you.
Thôi lộc, số 4 không kịp cũng vừa à. Đến đây đâu ấy.